Chỉ trong khoảng thời gian 30 phút chốt chặn, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự giao thông trên tuyến đường tỉnh 292 qua địa bàn xã Nghĩa Hòa, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an huyện Lạng Giang đã xử lý 6 trường hợp lái xe chạy quá tốc độ trong khu vực đông dân cư. Nhiều lái xe biết đã chạy quá tốc độ nên quay đầu xe để trốn tránh việc bị xử lý. Biển số cho anh ơi. Thông báo với cả anh Nguyễn Quang Dương nhé, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 98C208.67 ạ. Anh Dương nghe anh tôi thông báo, anh chạy tốc độ 58 nhé, trong khu vực đông dân cư 58/50 nhé. Ồ, 16:10 trong khu vực đông dân cư. Kể từ khi tuyến đường tỉnh 292 qua địa bàn huyện Lạng Giang được nâng cấp cải tạo xong thì nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông luôn là rất lớn. Bởi mặt đường được mở rộng, đẹp và thông thoáng, do đó nhiều lái xe đã chủ quan phóng nhanh, vượt ẩu. Để ngăn chặn tai nạn giao thông xảy ra, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường này được đội cảnh sát giao thông công an huyện thực hiện thường xuyên. Trong đó lỗi vi phạm về tốc độ và nồng độ cồn được xử lý nghiêm minh. Ngoài tuyến đường tỉnh 292, chuyên đề xử lý vi phạm chạy quá tốc độ trong khu vực đông dân cư và vi phạm nồng độ cồn cũng được cảnh sát giao thông công an huyện Lạng Giang tăng cường thực hiện trên các tuyến đường khác qua địa bàn. Bởi đây là những lỗi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào.